nghệ sĩ, diễn viên và kỹ thuật viên gánh hát Điểm Một Thời. Xin cảm ơn hảo ý của quý vị. Và xin quý vị hãy đem câu chuyện của chúng tôi kể lại cho nhiều thị dân Sài Gòn nó được nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đêm nay vì sao tôi buồn, buồn trời mưa hay bão trong tim. Dạ kính thưa quý vị, tối nay chúng tôi buồn là bởi vì âm thanh nhà hát có trục trặc và làm cho quý vị bực mình. Và chúng tôi hứa là mỗi ngày sẽ tốt hơn và để cho chúng ta vui lòng với nhau. Và xin rất là cảm ơn. Ngày xưa khi ta lớn khôn đã nghe câu hát lý chim quyên. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát lý quên dầu. Giờ trông quên
son bé nhỏ lửa mong manh. Đoạn lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi vẫn chờ. Dẫu qua đây một lần, nói sao